Nam Mô -a -di, -đà -phật. A Di Đà Phật. Xin mở trang 88, câu P. Khi ông bà cha mẹ chết mà con cháu không khóc, thì có tội bất hiếu với người ra đi. Đúng rồi sai. sai. Đây là một điều sai vô cùng. Mà hay cái là chưa vị biết được Pháp Hồn niệm rồi mới thấy điều này sai chứ hình như là khi mà chưa biết pháp hộ niệm không biết điều này sai đúng không chính do ông này hồi trước cũng vậy khi mà chưa biết cái pháp hộ niệm không biết vấn đề này là sai khi một người thân của mình ra đi mình khóc mình tế mình than mình thở mình gào mình thét càng thương yêu chừng nào càng khóc la chừng đó hoàn toàn mình không thấy điều gì là sai hết mà hiện tại trên thế gian này không những là con cái khắp rồi mà người ta cũng mướn người khắp khắp thuê đấy. Thực sự bây giờ ở Việt Nam có những cái cái hội khắp mướn. Những người giàu người ta mướn về khóc mà họ khóc. Mà đến nỗi người đi ngang qua đường nghe còn phải khóc theo. Họ than những câu mùi lắm, thật sự. Thế gian người ta làm như vậy tại vì người ta thấy đúng mới làm. Chứ còn thấy sai mà ai mà làm như vậy. Cho nên xin thưa thật là khi mà mình biết được cái phương pháp hộ niệm rồi mới giúp mình tỉnh ngộ ra cái điều này. Và cũng xin báo cáo với vị trừ Bồ Tát là chính những cái điểm này làm cho dư âm vội vã mà coi như là muốn phổ biến cái phương pháp hộ niệm mà không dám, không dám trễ một ngày đấy. Một là ôm nắm níu kéo đụng chạm vào thân xác người mới ra đi. Hai là khóc Thang kêu rào khi người thân của mình sắp chết Và cái giờ phút chết Mà mình xét lại tự mình làm như vậy Gia đình làm như vậy đúng. Làng xóm cũng làm như vậy Mà hình như đi đâu cũng thấy là người ta làm như vậy Đây là một điều tối kỵ Mà thế gian hoàn toàn không biết Cứ tỉnh bờ mà làm Vì thấy cái điều này quá tai hại Cho nên mình phải nói là làm sao Phải tung cho được cái những điều mà cấm kỵ của phần dạy ra cho chúng thành biết một chút chứ không thì rõ ràng là người bị nạn nhiều quá người bị nạn nhiều quá đây là một cái cái động cơ mà gọi là động cơ thông mạnh lắm làm cho ông coi như là vội vã mà chạy tông chạy tột để phổ biến cái pháp hộ niệm này ra cấp kỳ là tại vì muốn ngăn chặn kịp thời cái chuyện này để cứu được người nào hay người đó chứ không bao giờ có cái mộng ý là mình làm cho cái pháp hộ niệm nó, nó tuyên dương ra rồi mình viết sách viết báo như đến bây giờ mà tại vì chỉ còn mời ngăn cản được một chút này thôi cũng cứu một số người rất là nhiều rồi hiểu được như vậy rồi xin chư vị mới nhớ là kêu gào than khóc ông bà cha mẹ mình lúc ra đi không phải là để trả hiếu đâu mà thực ra là vì mình thương xót mình làm như vậy cho đỡ cái cơn đau buồn của chính mình nhưng mà càng đỡ cái cơn đau buồn của chính mình thì càng làm cho ông bà quyến thuộc mình càng bị đọa lạc rất sâu rất nặng trong những đời kiếp sau mà không hay. cho nên bây giờ mà chưa việc biết được cái này rồi phải nhớ là cố gắng tìm mọi cách cứu vãn được cái tình thế tệ hại của ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc mình trong những đời kiếp tương lai mới là điều tốt, mới là điều hiếu, đừng có nên sơ suất nữa. Phật dạy nhân thân năng đắc là vì người chết rồi trở lại thân người không được khó vô cùng. Có lẽ là do tại vì chúng sanh mê mờ tạo nghiệp quá nặng khi chết là phải theo nghiệp thọ báo mà còn bị con cháu người thân tạo thêm nghiệp nữa tạo thêm chướng duyên nữa làm cho người đó bị nặng lại càng thêm nặng nữa thành ra trở lại làm người không được. Chính vì thế mà trong quá khứ mình nghĩ tới coi, mình nhìn lại tới coi. Bao nhiêu người thân chúng ta, bao nhiêu người trong làng, trong xóm, trong bạn bè chúng ta khi ra đi mà lưu lại một thân tướng tốt đâu chứ vậy? Tại sao như vậy? Tại vì tất cả đã bị nạn rồi mà mình không hay. Bây giờ hay được như vậy rồi, chứ vậy không hay. Giọt mình tỉnh ngộ, còn phải nôn nóng như vậy không? Tìm cách phát triển tìm cách giao lưu vấn động mới cho rộng cái phương pháp này ra để người có dương biết lấy mà cứu nhau chứ còn không thì chúng sanh trùng trùng điệp điệp mình nói tới càng hơi cạn tiếng mà chưa chắc gì chưa chắc gì có người nghe cho nên may rằng là trong một nga người có hai ba người nghe mình cứu được như vậy là đủ rồi không còn cách nào khác nữa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì muốn cứu độ chúng sanh mà Ngài với thị hiện tiếp tục thị hiện để mà cứu người nhưng mà dễ gì cứu người được. Chúng sanh can cường năng điều năng phục. Hiểu được như vậy chúng ta phải lo. Một là lo phận sự của chúng ta. Hai là lo cứu người có duyên. Còn người không có duyên thì chịu thua. Cố gắng lên chưa vậy. Ráng lên. Cái tâm nguyện này chư Phật Bồ Tát Sĩ gia trị sẽ trở về. Thật sự không biết làm sao. Chúng ta không có hy vọng rằng là tất cả mọi người ai cũng nghe. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện là sẽ có người nghe. Sẽ có người nghe thì có người được độ. Có người được độ thì ta cũng hướng được một cái công đức. Chư vị nên nhớ Ngài Ân Quang Đại Sư nói. Khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một chúng sanh phàm phu thành Phật chánh giác. Công đức này vô lượng vô biên nếu đem cái công đức đó mà hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp của chư vị tự nhiên thành. Ta không phải là khuyên người niệm Phật xuân xuân mà ta khuyên người niệm Phật đó quyết lòng thực hiện cho được cái tâm chỉ Pháp môn tịnh độ. Khi xả bỏ báo thân để lợi dụng cái cơ hội xả bỏ báo thân thay vì đi xuống các đường đó là đi thắng về Tây Phương. Cái công đức này tôi nghĩ rằng là có thể còn tích cực hơn nữa cụ thể hơn nữa tại vì thợ này không hồ niệm kỹ làm sao mà tìm ra cho được một người tự tải an nhiên vãng sanh đây khó vô cùng khó mong như vị sáng lên phát tâm lên cho nên tôi sẵn đây tôi cũng rất rất là tán thán các cái vị ở bên mỹ phát tâm làm những cái cánh để mà phổ biến rộng rãi ra xin thưa với chư vị chính dòng này học được rất nhiều kinh nghiệm trong những lúc đó tại vì người ta thổ lộ những cái, cái kinh nghiệm của họ mà nhiều khi chính cái kinh nghiệm đó mình chưa gặp qua. Chỉ có kinh nghiệm này là thực chứng làm được họ bay cho mình, một cái trường hợp như vậy mình giải quyết làm sao? Hãy vô cùng hãy vô cùng. Cho nên những người nào mà quyết tâm gọi là cứu ông, cứu bà, cứu cha, cứu mẹ, cứu mình á nên nghe những chuyện này, Dâm sẽ mời những cái người những cái vị à, trưởng ban hộ niệm mà linh lắm rồi. Hãy đưa ra cái kinh nghiệm của họ. Mà chính là mà cũng lắng nghe cái kinh nghiệm đó. Xin chư vị nhớ là luôn luôn phải lắng nghe để mà tiến bộ. Nếu mà chúng ta không lắng nghe, chúng ta cứ coi là đủ rồi, chư vị cứ đấy coi. Những người mà coi là đủ rồi, không bao giờ người ta có thể hộ niệm được một người. Cái ban hộ niệm mà tôi không cần nghe nữa, không có thế nào mà phát triển tốt được. Mà cái xác xuất vãng tranh của những cái ban hộ niệm mà người ta cho gọi là đủ. Nó cứ xuống lần xuống lần đến một lúc nào đó người ta để bỏ cái phương pháp hộ niệm đi. Nên là thật sự, Hôm qua mình đã nói rõ cái chuyện này mà. Cái thành quả này nó nằm ở trong cái tâm trí thành trí kính của họ chứ không phải nó nằm ở cái lời nói văn vẽ hay ho mà người ta khai thị trước bệnh nhân đâu hoàn toàn không phải. Một vị đại sư người ta ăn ở rất là đức độ người ta nói Cụ ơi cụ niệm Phật đi nhé là cái bà cụ đó niệm Phật liền quyết tâm niệm Phật được. Còn chúng ta tối đi cụ ơi cụ niệm Phật đi hết. Cụ nói, thôi anh ra đi đừng nói nữa. Một lời nói giống nhau nhưng mà hai người nói có hai cái cảm ứng khác nhau là tại vì một vị sư phụ kia có đức độ nhờ cái đức độ đó mà nó cám hóa còn chúng ta thị mạng chúng ta nó không cám hóa vậy thôi chứ không có gì cả thành ra những cái kinh nghiệm của cái ban hồ niệm nó vô cùng quan trọng mình thấy cái ban hồ niệm đó thành tâm mình biết chắc chắn cái ban hồ niệm này cứu người rất nhiều còn thấy một ban hồ niệm mà cứ nghĩ rằng à không mấy cái chuyện này có gì đâu mà mà, học hỏi tự nhiên người ta cứ hồ niệm hồ niệm mà thất bại, thất bại rồi thất bại. Sau cùng chính họ là những người bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì bị nạn. Và cái công cuộc mà gọi là phát tâm bộ đệ của mình cũng bị gặp chướng nạn luôn. Trinh dáng phát tâm mà nghiên cứu để cùng cứu nhau. Câu quy Người chết mà thân nhân càng khóc than chừng nào thì người chết càng bị đọa lạc chừng đó. Vô tình tạo nên tội bất hiếu, bất nghĩa. Đúng hay không chưa vậy? Câu này diễn tả thực sự là đúng với cái pháp hộ niệm đấy. Một người chết mà thân nhân càng khóc càng than chừng nào thì người chết càng bị đọa lạc chừng đó. Nếu thực sự một người đang khóc đó biết là mình khóc như vậy thì làm cho mẹ mình bị đọa lạc thì họ sợ vô cùng họ không dám khóc nữa. Mà tại vì họ không biết họ nói khóc như vậy để mẹ mình ra đi được ấm cúng khóc như vậy để người cha của mình ra đi khỏi bị cô đơn, tại vì người ta mới làm mà người ta tiếp tục khóc mà còn mướn thêm người khóc nữa. Câu này nó diễn tả hết sức là đầy đủ cái nghĩa là từ bi đa họa hại như vậy. Tại sao được từ bi mà lại tạo ra cái họa hại? Là tại vì thực ra cái câu này là từ bi mà thiếu trí huệ cho nên mới sinh ra họa hại chứ không phải là từ bi mà họa hại đâu. Cho nên từ bi mà thiếu trí huệ nó sinh ra cái đại họa cho 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 người thân. Tại sao người ngoài người ta không khóc? Tại người ta không có cái tâm từ bi thương cha mình bằng mình. Mình có cái lòng thương cha thương mẹ mình quá sức Chứ mình. Nhào vô mình ôm mình nắm mình khóc bằng thang. Vì sao mình làm như vậy? Tại vì mình thiếu trí huệ. Cho nên học đạo mà không hiếu kỹ. Tạo ra không biết bao nhiêu cái hòa hại cho chúng sanh mà không hay là sở dĩ như vậy. Chứ không bao giờ nói được là mình bỏ cái tâm từ bi không. Cái tâm từ bi vô cùng quan trọng nhưng mà từ bi phải còn trí huệ sôi sáng nữa thì mới có thể làm được đạo pháp mới có thể cứu được chúng sanh chứ còn không phải lấy cái từ bi ra không thể tiêu. Cho nên thường thường mà chúng bị thấy ở trên bàn thờ có hai vị một vị là quán thế một vị là đại thế giới gì quán thâm là tượng trưng cho từ bi đại thế giới tượng trưng cho trí huệ luôn luôn nó có cái biểu tượng hết từ bi viết kèm theo trí huệ mới hoàn thành được đạo nghiệp cho nên khi mình thờ các vị bồ tát luôn luôn nó có cái, cái, cái biểu tượng nhắc nhở cho mình phương tiện xuất hạ lưu là những người từ bi thiếu trí huệ đó mà người ta có phước báu nữa có tiền bạc nữa người ta tạo lên không biết bao nhiêu tệ hại cho chúng sanh mà nhiều khi cho chính cả gia đình nữa Ví dụ như một người Có từ bi đó nhưng mà người ta không có tiền Không có tiền thì đâu có tiền đâu Mà ta mướn những cái nhóm người Thang vây khắp mướn tới mà làm hại Cha mẹ của mình Nhưng mà vì có tiền cho nên người ta mướn Không những một nhóm mà nó Chục nhóm thay phiêu nhau khắp Để chi? Để làm cho người thân của mình Đọa càng sâu càng nặng được Đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Chứ không ai nói là người giàu có tạo ra ác. Người giàu có mà người ta có cái trí huệ người ta đem tiền, đem bạc đó, người ta cúng dường, người ta bố thí, người ta làm lợi cho chúng sanh. Còn người mà phước báu lớn đó, đem cái tiền đó mà làm điều tệ hại nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều mình kể ra không hết. Cho nên phương tiện xuất hạ lưu là xuất xứ ra, tạo ra cái hạ lưu sai lầm là tại vì không có trí huệ. Cho nên Đạo Phật chúng ta rất chú ý vấn đề trí huệ. Thì chúng ta tu ở đây phải dùng trí huệ. Cho nên hôm trước mà chúng ta có nói là chuyển thức thành trí. Trí là trí huệ. Trí là lý trí. Còn thức là gì? Là tình cảm. Mình gặp nhau đây, mình nói chuyện nhau là tình cảm bây giờ mình tu đây là tình cảm bây giờ chuyển tất cả những cái tình cảm mà mình ngồi chung quanh đây thành lý trí đi trí huệ đi trí huệ đâu mình phải thực hiện cho đầy đủ tâm trí của pháp môn niệm phật để mình vãng sanh tây phương cực lạc chứ không phải mình tới đây mình tu là mình sẽ giải thoát mình tới đây mình tu là mình đủ khi mà chư vị cho rằng là mình đủ cho rằng là mình ngon thì ngài ông quan ấn chứng cho chúng ta người này sẽ thối chuyển thối là gì là lui là tuột tuột dọc tuột cho nên thân cùng đấy luôn cũng như chúng ta đang nói về hộ niệm đây chúng ta làm hộ niệm đây hộ niệm mà tự mình cho mình là đủ tự mình cho mình là đủ thì tự nhiên khi mình đi hộ niệm xác xuất hộ niệm xuống lần xuống lần xuống đến chỗ zero luôn và mình đành bỏ cuộc là sở dĩ như vậy cho nên mong chờ vị phải nhớ lời ngài ông quan tuyệt vời vô cùng trí thành trí kính là đạo nhiệm màu giúp cho chúng ta giải thoát trong một đời này bằng câu a di đà phật đấy